Lời đầu tiên ông An ơi, xin chào tất cả các quý anh chị nha. Chào mừng quý anh chị cũng như là tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Thiên Hồng Bất Động Sản nha. Thì hiện tại em An đang có mặt tại một cái vị trí đất thuộc đường Bầu Đá của xã Diên Sơn thuộc huyện Diên Khánh nha quý anh chị. Thì hôm nay em có mặt tại đây để em quay và giới thiệu cho quý anh chị mình một cái lô đất vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp, thuộc xã Diên Sơn của huyện Diên Khánh, mặt tiền đường Bầu Đá nha quý anh chị, hai mặt tiền đường luôn. Diện tích tổng là 299 m². Và thổ cư là full 100% luôn. Miếng này giá đang rất là tốt và rất phù hợp cho quý anh chị mua để đầu tư hoặc là mua để ở nghỉ dưỡng nè, ở định cư lâu dài nè. Đó, thì cái miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý anh chị hôm nay á, thì nó sẽ có hai mặt tiền. Thì cái mặt tiền đầu tiên nó sẽ nằm ở cái đường này nha. Mặt tiền đường này là đường này là đường Bầu Đá nè. Đường này đường Bầu Đá thuộc xã Diên Sơn, đường chính của xã Diên Sơn luôn. Đường đường thông nè. Ở chỗ kia có một chiếc xe bán tải thì nó đậu, thì quý chị có thể nhìn thấy đó, nó đậu chỉ có là chiếm một phần nhỏ của mặt đường thôi nha. Đó. Đường này cực kỳ rộng nha quý chị. Đó, khu dân cư hiện hữu nha, khu này là người ta xây nhà vườn rất là nhiều á. Đặc biệt là khu này là rất là yên tĩnh cho nên rất phù hợp cho quý anh chị ở để nghỉ dưỡng. Đường này lúc trước em cũng có từng quay em bán mấy miếng ở đây rồi. Đường này đường thông nha. Đường này rộng, hiện trạng rộng khoảng 12 m thì xe container vẫn có vô được của đường này. Đó. Chỗ này người ta đang xây nhà ở nè. Thì cái miếng đất em muốn giới thiệu hôm nay á là tổng diện tích 299 m², là cái miếng này nha quý anh chị, cái miếng mà đang được xây tường rào này quý anh chị thấy không? Gia chủ người ta xây tường rào rất là kiên cố và chắc chắn nè. Miếng này họ đang cần tiền cho nên bây giờ họ muốn bán lại nha quý anh chị. Cái miếng này được xây tường rào rất cẩn thận và rất là đẹp. Đó, quý anh chị mua về là không cần phải xây tường ranh nữa, là bởi vì đã được gia chủ họ xây sẵn cho mình rồi nha. Vị trí cao réo, em vui cầm em quay cho quý anh chị xem nè. Thì cái miếng này thì cái mặt sau nó hơi nhỏ hơn mặt trước nha. Cái mặt sau này, mặt trước nè, hướng này hướng bắc nha, thì là rộng 16 m² nha quý anh chị. Cái mặt phía trước này là rộng 16 m² nè. Đó, sâu vô trong là hơn 24 m nha. Phía sau là rộng 11 m. Đó, phía sau này sẽ có con đường đó nha quý anh chị, để em ra phía sau em quay cái đường cho quý anh chị xem nha. Ở trên đất quý chủ có trồng sẵn cây chuối với cây dừa. Phía sau này có con đường đó nha quý chị, đem quay cho quý chị xem cái con đường phía sau nè. Phía sau con đường nè. Đó, quý chị thấy con đường phía sau không? Đó, em luồn cái camera xuống dưới em quay cái đường phía sau. Xíu em đi bộ ra cho quý chị xem. Đó, bên cạnh là khu dân cư hiện hữu nha. Miếng đất cực kỳ đẹp. Miếng này phù hợp cho quý anh chị vừa ở vừa định cư. Đó, khu dân cư hiện hữu, chỗ này người ta đang xây cái nhà nè quý anh chị thấy không? Đó, thì miếng này gia chủ đang mong muốn bán với giá là chỉ có 7,1 triệu một mét vuông thôi nha quý anh chị, bao thuế phí giấy tờ. Đó, đường Bầu Đá của xã Diên Sơn, đường này rất là rộng nha quý anh chị. Đây, để em quay xung quanh cái đường cho quý anh chị xem. Đó, đường này là khu dân cư hiện hữu rất là đông nha, ở rất là nhiều luôn á. Với lại khu vực này yên tĩnh nên rất là phù hợp cho quý anh chị ở đây định cư lâu dài. À, đặc biệt nha, cái vị trí này á, mà mình về Nha Trang mình đi khoảng 12 km là về tới trung tâm thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Còn nếu mình tới cái ranh giới Nha Trang với Diên Khánh á, thì mình đi đâu đó là khoảng 6 km thôi nha. Đó, đặc biệt cái vị trí này mà nếu mình về trung tâm của thị trấn Diên Khánh á, là mình đi khoảng 5 km nha. Chưa tới 5 km, khoảng 4,5 km thôi. Đầu tiên là mình sẽ đi con đường này,
mình sẽ đi thẳng con đường này, mình sẽ giao với, mình sẽ ra đi theo cái đường này thì mình sẽ ra tới đường Gò Độ và ra tới đường DT8. DT8 là con đường đồng khởi đó quý anh chị. Thì con đường đồng khởi tức là con đường nó sẽ chia ranh giới giữa xã Diên Sơn và thị trấn Diên Khánh đó quý anh chị. Cho nên là chỗ này cực kỳ gần với thị trấn Diên Khánh. Và thì trong trong này một phạm vi bán kính 1 km thì sẽ có đầy đủ tiện ích dân sinh nha quý anh chị, như trường mầm non cấp 1, cấp 2 đó, chợ, chợ thì sẽ có chợ Diên Sơn đó, hoặc là chợ Thành. Chợ Thành thì mình ra khoảng 4 km ra tới chợ Thành của thị trấn Diên Khánh nha. Để em đi bộ xung quanh lô đất cho quý chị xem nha. Đó, lô đất mình mặt tiền đường này nó rất là rộng luôn, đã được gia chủ xây tường rào kiên cố, giá chỉ có 7 triệu cho một lô đất full thổ cư gần Nha Trang, gần thị trấn Diên Khánh đó, thuộc xã Diên Sơn. Đường thông ô tô né nhau đó, đường bê tông ô tô chạy tận đất nha quý chị đó. Khu vực này thì còn chỗ này gần khu công nghiệp nữa, người ta ở rất là nhiều đó. Đường này được bầu đá nè, chỗ này có phòng trọ nữa nè, đường bầu đá nè đây đó, đường đường bê tông đó, khu vực đông dân cư ở trong chỉ có đường bê tông phía sau nữa, đi ra phía sau đó là tới miếng đất của mình, tức là hai mặt tiền đường luôn đó, pháp lý sổ hồng chuẩn nha quý anh chị, sổ hồng chính chủ, quý anh chị mua là chủ sẽ bao thuế phí cho mình nha, ra sổ bao sang tên cho mình luôn nha. Em cảm ơn quý chị đã xem video của em nha. Và nếu quý chị thấy hay thì nhớ like video này, đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Và nhấn thêm nút chuông thông báo nữa để có thể nhận được những cái video mới nhất từ kênh YouTube của em nha quý anh chị. Quý anh chị quan tâm thì nhớ liên hệ với số điện thoại của em, hoặc là kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0353 687 332 nha. Em sẽ gửi cho quý chị thông tin sổ sách của cái lô này để quý chị tham khảo nha. Hiện tại chỉ còn lô duy nhất thôi, cho nên quý anh chị mình nhanh tay alo cho em để em gửi cho quý anh chị thông tin nha. Em cảm ơn quý anh chị ạ, và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.